Xin chào các bạn nhé. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ lông thú, tức là lông chó hoặc lông mèo nhé. Thì mình dụng cụ của mình chỉ cần dùng như thế này thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sẽ phải có cục than. Nếu như các bạn nào mà không có than ấy, thì các bạn có thể cạo, dùng dao để cạo cái bút chì này ra cho nó tạo bột nhé, để các bạn vẽ cho nó dễ nhé. Rồi nếu như mà có than thì chúng ta sẽ đi như sau. Đầu tiên các bạn sẽ mài ra đây, mài ra một cái miếng giấy để các bạn lấy bột. Đó, các bạn mài nhiều hơn nhỉ. Than nó là phân tiền được, hoặc là cái than vuông, than tròn, than trục vuông được nhé. Nhưng mà đừng là than củi thì nó xốp, nó bạc nhé. Khi chúng ta mài đây rồi nó có bột, thì ví dụ như là trong một cái mảng lông á, thì nó phải có những chỗ đen, chỗ trắng, chỗ đậm, chỗ không, thì chúng ta sẽ chấm vào cái than này và chúng ta di vào một cái mảng lông. Bây giờ ví dụ mình đi đây là một cái mảng lông ở trên lưng, tức là cái mảng lông nào nó đậm á, thì chúng ta di chấm nhiều nhé. Các bạn đừng có di mạnh tay quá, thì di mạnh tay quá nó bị chai thì nó sẽ không ra được. Đó, các bạn để ý cái hình mẫu ở kế bên ấy, là mình đã sử dụng bằng cái cách này, và mình sẽ hướng dẫn các bạn để cho các bạn vẽ nó hiệu quả nhất nhé. Đó, ví dụ nó có cái đoạn trắng thì chúng ta chừa lại nhé, ví dụ là trắng ta chừa lại. Đó, không thì chúng ta sẽ đi vào đây, ví dụ đây như này. Còn khi mà nó gặp một cái nào mà nó đen hơn nữa, chỗ đen hơn, chúng ta dùng tay chúng ta di vào nó. Đó, ví dụ như vậy nó sẽ được cái mảng lông nó đen hơn. Đó, đây này. Đó, nhưng mà chúng ta đừng có di mạnh quá nha. Đó, còn nếu như mà nó đen nhiều nữa thì chúng ta cũng có thể chúng ta mài thẳng cục than vào luôn. Ví dụ nó quá đen thì chúng ta mới mài thẳng cục than vào luôn, còn không đen nhiều thì chúng ta không nên mài cục than vào nha. Đó, đây là cái thân. Ví dụ các bạn chú ý xem hết video sẽ dễ hiểu hơn, nhưng các bạn nhìn sang cái mẫu bên cạnh ấy, cái mẫu kế bên đây thì nó sẽ tương tự như vậy. Các cái mẫu kế bên đều vẽ tương tự như này nha. Chỉ còn lại là cái đặc điểm từng cụm lông của nó, chỗ nào nó dày, chỗ nào nó thưa, hay chỗ nào nó trắng, chỗ nào nó đen thôi. Đen thì các bạn nhấn đen, tương tự như màu sắc, và nhạt thì các bạn cho nhạt đi. Tiếp theo, sau khi các bạn nhấn nó tới tổng thể sắc độ của nó ổn so với cái sắc độ của mẫu rồi nha, thì các bạn sẽ cùng cục gôm. Các bạn dùng cục gôm mà các bạn cắt vát đầu đi, các bạn lấy sáng. Thì chúng ta không lấy sáng những cái lông con nha, mà tức là chúng ta sẽ lấy sáng những cái mảng nó trắng nhiều á. Các bạn nhìn qua cái tranh bên cạnh các bạn sẽ thấy, tức là những cái mảng ví dụ như là nó trắng nhiều. Ở đây mình lấy ví dụ cái mẫu bên cạnh nha. Còn mình các bạn khi các bạn vẽ thì các bạn sẽ áp dụng. Đấy, các bạn sẽ lấy những cái mảng lông nó trắng nhiều, ví dụ trắng nhiều, các bạn lấy ra trước. Đó, các bạn lấy những cái mảng. Đó. Ví dụ vậy nha. Nó rất dễ. Đó. Các bạn đi nả nước như vậy này. Đó, chỗ nào trắng nhiều thì các bạn vút nhiều đi. Đó, các bạn vút nhiều đi. Lưu ý là cái cục gôm của chúng ta luôn phải cắt vát nha. Luôn phải cắt vát. Đó. Nếu như bạn nào mà không có vút gôm thì là dùng cục gôm cắt vát đi lấy cũng được nha. Cũng được, lấy đỡ cũng được. Còn các bạn có vút gôm thì cũng cứ lấy như kiểu như thế này. Xong rồi lấy vút gôm tỉa sau. Đó. Như vậy thì nó sẽ ra được một cái mảng lông lớn, được một cái mảng lông, tức là trong cái cụm lông của nó thì nó phải có những cái mảng lông sáng lớn, mà những mảng lông sáng lớn và mảng sông lông tối nha. Thì chúng ta sau khi chúng ta lấy được những cái mảng lớn như vậy rồi thì chúng ta sẽ dùng cái bút gôm này, bút tẩy đấy, chúng ta cắt vát đầu đi và chúng ta tỉa những cộng lông con, những cái chỗ nào nó có lông con thì chúng ta tẩy lên để cho nó tạo nó độ tự nhiên, rất là dễ. Các bạn lưu ý này, bạn nào mà không có bột than đấy thì các bạn lấy bột chì nhé, bột chì. Đó, không có cục than thì lấy bột chì cũng được, hoặc là gọt từ cái cây bút chì ra, các bạn cạo các bạn lấy bột để các bạn sử dụng cái cách như thế này. Ở video thì có thể các bạn sẽ rất là khó thấy những cái sợi lông nhỏ, nhưng mà ở bên ngoài thì nó rất là rõ và rất là đẹp, rất là thực tế nha. Lông ngắn ấy, thì các bạn đi ngắn nét thôi, ngắn thôi. Còn cái lông dài thì các bạn đi dài tay ra, nó sẽ ra được lông thú. Đó, ví dụ như cái vạt lông to chúng ta cũng có thể vút to lại, còn cái vạt lông nhỏ chúng ta sẽ vút nhỏ đi. Đó, bạn nào mà không có cái bút gôm này ấy, thì các bạn cũng có thể dùng cái cục tẩy này, gôm mà chúng ta cắt thật là vát đi và chúng ta lấy đây này, nó cũng rất là lên. Đó, chúng ta lấy giống như là lấy cái bút gôm thôi. Còn các bạn nào mà có bút gôm thì nó lại tiện hơn nha. Còn các bạn nào mà có than ấy, thì đánh luôn than vào như toánh vừa nãy đấy. Còn nếu như các bạn nào mà không có than thì chúng ta có thể là dùng cái bút chì chúng ta gọt ra để chúng ta lấy cái bột và chúng ta di tương tự như vậy thì nó sẽ thành màu lông nha.
lông chó hay là lông mèo cũng đều tương tự như vậy luôn. Còn nếu mà khi mà ở bên ngoài nó có những cái lông khác nữa đấy, nó nhỏ nhỏ nó, thì chúng ta có thể chúng ta dùng cái bút chì này, chúng ta tẩy lên, chúng ta tỉa lên đây này. Thực ra ở nên video thì nó khó thấy lắm, nếu mà tôi đi đậm thì nó lại xấu, tôi đi nó đúng cái tông màu ở bên ngoài thì nó lên video nó sẽ hơi khó thấy, nhưng mà các bạn đi như vậy thì nó sẽ được một bộ lông rất là đẹp luôn đấy. Thế là vẽ thú vật nha, chứ chúng ta ngồi chúng ta tỉa chì nó không thể ra được nha, nó cứng. Chúng ta tỉa chì thì không thể ra được, chúng ta tỉa chì chỉ trừ khi là chúng ta tỉa những cái con hổ con gì đấy thì nó tỉa đầu á thì nó thì được thì nó còn được, chứ còn nếu mà tỉa mà để lông nó mượt thì nó rất là khó nha. Lông mượt là phải vẽ than và phải vẽ bằng cách này nha.